Đây, bây giờ nhìn nha. Cứ coi như là cái năm 20 đi. Mình là lên báo cáo rồi đi. Thì khi mà hạch toán xong, tính giá thành xong thì mình lên mình xem cái bảng cân đối tài khoản ấy nó có khớp hay không. Thì đối với 111 thì thường là nó sẽ đối chiếu với lại hóa đơn mua vào, bán ra, phiếu thu, phiếu chi. Ví dụ như là ở trên hóa đơn mua vào của nó hình thức thanh toán là tiền mặt, và bản thân cái hóa đơn đấy nó cũng được thanh toán bằng tiền mặt. Nhưng mà khi mình hạch toán hóa đơn đấy, mình lại hạch toán là chuyển khoản, tức là treo trên công nợ. Xong sau đó mình cứ treo thôi, mình quên mình không chi tiền mặt chẳng hạn. Thì thành ra là cái tiền mặt của nó cũng sai và công nợ cũng sai, đúng không? Đấy, thế nên là để mà kiểm tra 111 ấy thì mình phải căn cứ vào hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra, rồi sổ tiền gửi. Tại sao lại bảo là sổ tiền gửi? Bởi vì là ở trên cái sổ tiền gửi nó sẽ có những cái nghiệp vụ liên quan đến thu tiền và chi tiền, đúng không? Thu tiền là nộp tiền mặt vào tài khoản, chi tiền tức là rút tiền gửi về nhập quỹ. Nhưng mà nhiều khi mình hạch toán nhầm, ví dụ của nó đúng là rút tiền gửi về nhập quỹ nhưng mình lại hạch toán là nợ cho 331 chẳng hạn, có cho 112 chẳng hạn, mà đúng ra của nó phải là nợ cho 111 đấy, thì thành ra là nó cũng sẽ bị sai tiền mặt và sai công nợ. Thế nên là mình phải căn cứ vào hóa đơn mua vào bán ra, phiếu thu, phiếu chi và sổ tiền gửi để mình đối chiếu 111. Còn đối chiếu chi tiết cụ thể như thế nào thì tích thẳng vào 111 này này. Nhìn cái tài khoản đối ứng này này. Ở đây này, ví dụ nhá, mình chọn tài khoản đối ứng là cái này đi. Đấy. TVBank. Ừ. Thì ở đây nó là rút rồi nộp rồi rút rồi nộp, đúng không? Nhưng mà tự nhiên cái diễn giải này nó lại có một cái là khách hàng thanh toán. Ví dụ thế. Mà mình lại hạch toán là nợ 112 có 111 chẳng hạn. Đấy. Thì có phải là nó bị sai, đúng không? Còn đâu mà nó toàn có nhập rút như thế này mà nó chỉ có 111 với 112 thì là nó ok, nó đúng. Cách kiểm tra nó là như thế. Muốn như vậy thì với điều kiện là cái diễn giải này mình sẽ phải ghi. Mình cũng chỉ cần ghi là thu tiền khách hàng hoặc là trả tiền nhà cung cấp, hoặc lãi tiền gửi hoặc phí ngân hàng, mình chỉ cần ghi thế là được. Chứ mình đừng có cái gì mình cũng ghi là thu khác chi khác thì như thế mình lại khó đối chiếu đấy. À, đấy, xong rồi tương tự xong tài khoản này rồi thì mình lại chọn tiếp tài khoản đối ứng khác. Đây, đối với 131 cũng thế, nhìn này. Đấy, nó mình thu tiền khách hàng nhưng mà tự nhiên mình lại có một cái là nộp tiền vào tài khoản chẳng hạn, hoặc là rút tiền gửi về nhà quỹ chẳng hạn. Đấy, mà tự nhiên nó có nghiệp vụ đấy thì mình biết ngay. Đấy là cách kiểm tra chi tiết. Mình buộc phải kiểm tra như thế thì số liệu nó mới chuẩn. Còn cái 112 này thì số dư nợ cuối kỳ của 112 trên bảng cân đối tài khoản thì phải bằng với số tiền ở trên sổ tiền gửi ngân hàng là được. Cho mình hỏi cái Ừ. bây giờ cái công ty của mình hiện tại á, là Ừ. nó mở cái tài khoản ngân hàng mà ví dụ như cái gì ta ví dụ như là một tài khoản của cá nhân Ừ. nhưng mà nó lại là chi giống như là nó làm cái quỹ tiền mặt á, lấy cái tài khoản đó nó chi tiền luôn, thì cái tài khoản đó mình có đưa vào cái này không hay là mình sẽ cho nó là quỹ tiền mặt, tại vì bản thân cái cá nhân á, là nó Nó chi tiền nhưng mà nó chi bằng một cái tài khoản ngân hàng khác, không phải là tài khoản của công ty. đúng rồi, nhưng mà nó cũng là Nhưng mà với điều kiện nếu mà cái đấy nó mà muốn ghi nhận ấy thì các khoản chi của nó chỉ chi được cho các hóa đơn mà dưới 20 triệu thì được, thì coi như là mình chi tiền mặt. còn cái này nó chi nó có cái bạn hụi đó, bạn có chi có những cái số tiền lớn hơn 20 triệu. Thế thì nó sẽ không được ghi giảm công nợ của công ty mình đâu. Ví dụ nhé, Thì mình ở làm trên sao cái ta? công nợ 331 này nhé, mình đang nợ công ty A là 50 triệu, đúng không? Mà bạn ấy Đúng chuyển rồi. khoản từ tài khoản cá nhân đấy sang tài Đúng rồi. khoản của công ty A đấy, 50 Đúng rồi. triệu, thì cái số tiền đấy không được ghi nhận. Bởi vì sao? Bởi vì là cái số tiền đấy chuyển khoản không phải qua tài khoản của công ty mình. Thì đó bây giờ mấy bạn nó dùng như thế thì nó nói mình nói mấy bạn nó không chịu, mấy bạn nó nói cái đó cũng là chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng mà nó nói gì đó
mà mình chưa có biết nó như thế nào để cho thuyết phục họ. Giống như là ví dụ như những khoản tiền có khi hơn 50 triệu rồi mà mình nói hoài à không có nghe, Không nhưng mà được bây giờ nếu mà đâu. sự giờ mình làm sao có khoản tiền đó ta, cái là nhưng mà nhập cái Nếu là mà vậy không thì thì phải chi, nếu mà xử lý thì chi nó ra, trả nhà cung cấp, nhưng mà trả dưới 20 triệu, tức là làm thành nhiều phiếu chi và nhiều ngày khác nhau vậy thôi. Đấy là gọi là mình lách thôi nhá. Đúng ra là nó không được làm như thế, nhưng vậy vừa phải lách thế. cái tài khoản cái tài khoản đó là mình không có kê khai vô đúng không, mình không cần phải nhập vô thì cái số tài khoản của ngân hàng. Đấy là cái cách kiểm tra 111 với 112. 112 thì nhớ nhé. À, mình xem báo cáo là đến hết ngày 31 tháng 12 thì trên sổ mình cũng sẽ xem đến hết ngày 31 tháng 12. 131 với lại 331 ấy thì mình cũng căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi và sổ tiền gửi để hạch toán hóa đơn mua vào bán ra nữa. Nó cũng kiểm tra tương tự thôi. Tiếp theo này. Cái này là ấy à, tiền gửi tiết kiệm à? 128 này này là tiền gửi tiết kiệm Đúng rồi. đúng không? 133 thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ thì dư nợ tài khoản 133 phải bằng với lại chỉ tiêu 43 trên tờ khai. Mở tờ khai quý 4 năm 2020 ra tôi xem nào. Số dư nợ của 133 bao giờ cũng phải bằng chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế quý 4 để xem là có đúng không. Anh đọc lại thôi. Dư nợ 133 phải bằng với lại chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế. Cho cụ thực khai. Thôi giá trị gia tăng thì 4. Này, cái gì quý bốn quý nè. Tờ khai giá trị gia tăng quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. Khoan nhá, sao sao tự nhiên lại có cái này. Sao hai cái tờ khai này nó khác khác nhau ấy nhỉ? Chắc nó ghi thêm thôi chứ mẫu của nó vẫn là 01 GTGT mà. 23983315. Đây. À, đúng đúng rồi. Này phải thu này, sao thu nhiều thế nhỉ? À, ký Ký quỹ quỹ mấy phía mấy trên là ký mấy cái quỹ công trình công nó có trình. ký quỹ á. À thế à? Tạm ứng nhiều nhỉ. Cái này xử lý để tiền mặt không âm đi đi hả? À đúng. 154 này. 2496388. Giá thành 36 tính theo quý đúng không? Ok, tổng hợp lãi lỗ theo công trình này. Đây, sửa sang cuối kỳ của nó là dở cho cái công trình nào đây? Có mỗi công trình này dở thôi à? 2454388 mà thấy hơi khác khác ấy nhỉ. Đây là 2496, còn kia là 24. 4 9 6. Đây là 2454. Đây này. 2 4 5 4 3 8 8. Sao nó lại lệch nhỉ? Ghi số liệu đây nhá. Ghi ra file Excel đi. Của nó có mỗi ấy thôi đúng không? Có mỗi là xây dựng thôi đúng không? Không có lĩnh vực khác đúng không? Chỉ có xây dựng mà dạng như là thi công mép, giống như là gắn gắn đèn gắn đồ á, chứ không phải mua cát đá xi măng. Tài khoản 154 này. Chi tiết này. Tổng hợp này. Chi tiết là chính là ở trong các báo cáo liên quan đến tài khoản đó. Còn tổng hợp là số dư của các tài khoản, số dư trên bảng cân đối tài khoản đấy.
giá thành phân tích là gì? 2 5 4 3 8 2 4 5 4 3 8 8 này. 2 4 5 4 3 8 8 Đúng không ta? 408. Đấy, đấy là gọi là chi tiết. Tổng hợp này. Tổng hợp là nhìn ở số dư. 154 này. 2496. 2496 388. Tranh giữa chi tiết và tổng hợp này. 42 triệu. Rồi, 154. 156. 539 rồi. Sao cái này nó lại là 5395. 156 mà nó không phải là 152? Thì cái này là cái bạn tại vì nó như thế này, nó giống như là nó mua mới đầu là mua hàng hàng hóa ra bán xuất bán, sang sang năm 2021 á thì là mới mới là lấy cái mình thấy bên bạn mình học cái khóa của bạn á thì mình mới sửa nó là 1 năm 2, nhưng mà cũng có một cái một số mặt hàng á là họ nhập vào họ bán trực tiếp cho khách hàng luôn. Đa số những cái vật tư đấy mà mua về mà để bán thì mình cho vào 156 là đúng. Sau này mình xuất ra để đi thi công thì lúc đấy mình chuyển kho từ 156 sang kho 152. Rồi thì mình mới xuất thì như vậy nó mới phản ánh đúng. Ở đây thì tạm thời mình cứ đối chiếu nó là 156 nhé. 5397 Ba một bảy ba so với chín lại kho này. Báo cáo phân tích này. Tổng hợp tồn kho này. Kho nào cơ? Bảo Kim á. Kho gì mà. Bởi vì nó tách ra nhiều kho thành ra đôi khi là nó cũng không ấy. Mấy bạn đó là do là mới 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 tạo thôi. Đúng một mấy số. Đây là Nhưng mà 5397, còn kia là 5396. ôi giời Đây. ơi, 5, 3, 9, 6, 9, 17, 3, 18 cho nhau 1 triệu. 1 triệu. Rồi, ok. Thế là 156 nhá. Chi tiết. Ba chín sáu ba một bảy ba chín tám. Nhau chịu. Rồi, ok. Tí nữa mình hướng dẫn biết cái số chênh lệch đấy rồi nhưng mà tí mình hướng dẫn bạn cách xem một cái nữa mà nó cụ thể hơn đi. 156 211 214 này. 211 214 này, báo cáo này. Thuộc tài sản cố định. Có thanh lý không? Không đúng không? Không, này cái này nó mới có hai hai cái thôi, nhưng mà nó Tám có một tháng cái rồi. của hai OPN là cái gì á mình không có OPN hiểu. là tài sản ở kỳ trước mua về tính khấu hao còn giá trị sang kỳ này, nó được chuyển sang kỳ này để tính tiếp. 211 là 1210671. Ủa nay nó còn nhiêu ta? 120 lý kế, 147 với chị còn lại 543. Ủa cái này là cái gì mà nó nhiều dữ vậy ta? Nó vẫn còn mà đúng không? Nó Không, vẫn còn không giá biết trị sử nó là dụng cái gì mà. luôn á. Không biết nó là gì luôn á. Không biết đặt tên tài sản nào á. Đây. Thi Máy công móc. công trường, máy móc thiết Máy bị, chấn động. máy chấn động. Hình như máy chấn động này. Không, ý của mình là mình không thấy nó ở trong công công trình ấy. Để ngày mai coi nó nằm ở công trình nào. Không, cái Hình đấy như thì cái thực ra nó này. không quan trọng. Nó ấy xong rồi cho nó vào chi phí chung cũng được mà. Đây này. Một hai một Ở không trên hai, coi nó là 211 ở trên. một hai một không sáu 11 một đúng tám rồi, tám một cái này bốn có bảy một 211 nè.
2211 ở đây là nó 18 Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 1881 41. Đúng, 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 đúng. Đúng rồi. Hàm mòn đúng 242 này. 149627. 149627. Đây là 114. Có ghi cái số chênh lệch không? 4 phần 1, 1, 1, 6, 7, 6, 7. Cái kỳ còn lại là 114. Cái này phân bổ còn lại, số lần còn lại. Hồi nãy công cụ dụng cụ ở đây là 2. Dư nợ của 242 phải bằng giá trị còn lại trên bảng phân bổ công cụ. Giá trị còn lại là 149. Giá trị còn lại ở trên này là, và ở kia về là 144 đúng không? 242, 80, còn lại của nó là 149 hả? Ừ. À không, đây là số dư, còn giá trị còn lại là 114 mà. Rồi, giá trị còn lại là 114. Tài khoản 242. Nó là 100... Cái chi tiết của nó là cái thằng 114 đúng không? 573. Rồi, còn tiền là 149 hay sao? 9, 6, 2, 7, 3, 7, 2. Ok. Rồi sao nó... Trên nhau dữ vậy? Rồi, xong rồi. Ok. Vậy yeah, là mình chỉnh, là mình chỉnh từ năm 20 luôn. Không, cái này chỉnh vào đầu năm 21. Ừ, thì mình đang chỉnh đầu năm 21. Ừ. Để cho nó khớp này. Mấy cái này này, nó ít ấy. Thì xử lý nó đi thì không. Thôi, để xử lý vào năm nay. Công nợ thì để xử lý vào năm nay. Thuế này là thuế doanh nghiệp phải nộp à? Cái thuế phải nộp này thì tự công ty theo dõi thôi. Cái gì mà nộp thừa đây? Cái này mình nghĩ là nó cái 1 tỷ 2 hả? Ừ. Mình nghĩ là nó định khoản sai á. Chứ là không có nộp thừa đâu. Không biết là cái này là nó định chắc khoản. Là nó hay toán vào 341 thì để cho vào 3388 đấy. Đây này, khoản vay đây này, vay đang thấy vay nhiều này. Mà vay này là vay nhân viên cá nhân hay là vay ngân hàng thật đấy? Vay ngân hàng á. Số tiền này có đúng với lại số tiền trên sổ vay ngân hàng đến hết ngày 31 tháng 12 không? Chưa, mình chưa coi tới cái sổ đó. Cái này mình phải lấy tài khoản tiền vay về đối chiếu nhá. Tiền vay sổ 341 là lấy sổ tiền vay đúng không? Ừ. 341. Đúng rồi. Lấy sổ tiền vay. Để về đối chiếu, bởi vì sao lại phải đối chiếu với sổ tiền vay? Bởi vì tớ sợ là cái tiền vay này không chỉ là vay của ngân hàng mà nó còn vay của cá nhân khi mà nó xử lý tiền mặt âm chẳng hạn ấy. Nhưng mà nếu mà xử lý tiền mặt âm sao nó lại cho vô 141 lại về cho đi tạm ứng ta? Thì nhiều khi nó không hiểu cái cách xử lý. Nói chung là để chắc chắn thì mình cứ phải lấy sổ tiền vay, với lại mình đâu có chắc chắn là cái tiền vay này nó dư của 341 đúng với lại cái sổ tiền vay đâu. Mình phải nhìn vào đấy để mình đối chiếu chứ, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái thứ hai nữa là cái tiền vay này nó đều chuyển từ tài khoản ngân hàng đi, đúng không? Thế mà bây giờ ngân hàng mình phải hạch toán sổ phụ ngân hàng đúng, mà cái tài khoản hạch toán đối ứng với 112 mình lại không chặn đúng, thì có phải là thành ra nó bị sai không? Đúng ra của nó là trả cái khoản vay nhưng mà mình lại đi hạch toán là rút tiền gửi về quỹ tiền mặt chẳng hạn. Thì thành ra cái công nợ này nó chẳng sai à. Thế nên là phải lấy sổ tiền vay để đối chiếu để mình hướng dẫn xử lý làm sao cho cuối năm 21 nó khớp. Để đi lấy ngày mai đi coi cái tiền vay. Đấy là mấy cái vấn đề mà mình cần phải đi ý. Yeah. Tiếp theo nhìn này, 511, 28 tỷ, 632, 25 tỷ, doanh thu lớn hơn giá vốn thì ok. Đúng ra, đối với công ty này nó vừa có bán hàng, vừa có thi công ấy.
thì nó phải tách ra doanh thu bán hàng riêng, doanh Đúng thu rồi, về thì dịch vụ còn riêng, giá vốn bán hàng và giá vốn dịch vụ riêng, thì lúc đấy mình đối chiếu nó mới dễ nhá. mình 21 mình làm vậy đi. Ừ. Cho nên là khi mà công trình, bởi vì khi mà kêu mình lọc công trình á, cái mình không biết đường mình lọc luôn, không biết hiểu, Đúng rồi, đúng không rồi. hiểu sao. Mình không đối chiếu được là doanh thu của bán bao nhiêu, doanh thu Ủa công trình còn là bao bao nhiêu? nhiêu, đúng Đúng rồi. không? Thế thôi. Vậy là bây giờ mình sẽ có mấy cái lỗi như thế này. Thứ nhất là cái 154 này là mình sẽ nó lệch ít thì mình sẽ chế nó vào một cái công trình gần đó, hoặc là mình ghi chi tiết nó đang ít hơn tổng hợp, đúng không? Mình giảm cái tổng hợp xuống, bởi vì sao mình phải giảm cái tổng hợp xuống? Thứ nhất là cái dữ liệu của bạn là làm trên cùng một data liền 2 năm với nhau, thế nên là cái số dư đầu kỳ chi tiết cho từng công trình ấy là mình sẽ không thể chỉnh được, hiểu không? Thế nên mình phải giữ cái này, còn mình sẽ chỉnh cái tổng hợp này. Chỉnh tổng hợp này thì nó chỉ chỉnh bằng nghiệp vụ nợ có thôi mà.